Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.016 ca tử vong từ đầu đại dịch tới ngày 6 tháng 8, theo Bộ Y tế. Hơn 2/3 số này là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số người nhiễm COVID tại Việt Nam là hơn 193.000. Tâm dịch vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, nơi ghi nhận hơn 4.000 ca mỗi ngày từ 24 tháng 7 tới nay. Trong khi đó, Hà Nội ngày 6 tháng 8 quyết định tiếp tục giãn cách xã hội cho tới 23 tháng 8. Hà Nội hiện ghi nhận từ 50 tới 70 ca nhiễm COVID mỗi ngày. Bộ Y tế Việt Nam nói tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 8 triệu, trong đó tiêm một mũi là hơn 7,2 triệu, tiêm hai mũi là hơn 820.000 liều.